mới luôn rồi. Mấy đường này lúc trước đâu có đâu, nay làm là đẹp chứ bộ. Hồi đó thì gốm. Tân Nguyên giờ nó lên luôn. Chẳng đâu còn bao lâu nữa lên, nó lên thành phố Tân Nguyên mà. Lên thành phố Tân Nguyên rồi, giờ thấy không? Ruộng đồng cây có đẹp phải không? Chùa nãy mình đi là chùa Khánh Sơn ở tăng Thạnh Hội, Tân Nguyên, Bình Dương. Rồi chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Bây giờ mình đang ở trong cái chùa Khánh Sơn, nằm ở trong xã Thạnh Hội, Cù Lao, Bạch Đằng, Tân Nguyên, Bình Dương nha. Chùa này sáng sớm như này gió mát quá. Đó là đường đi lên lúc trước đó, mà nay nó bỏ rồi. Cây có đứng trên cao, cây có tùm luôn. Đây là tổ quốc ghi công, danh sách các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Sơn. Còn đây anh hùng liệt sĩ còn sống, chưa bị gì. Lấy máy ra mày. Đây cái đường đi lên này các bạn. Đường đi lên lúc trước mà giờ không bỏ rồi, cho mình đi đường bên kia dốc không. Quá, wow, tán cây suri đảo quá ta. Sân này nó cũng hơi rộng nha, mà nó gió mát lắm. Đức Phật Thích Ca. Sáng sớm không làm gì, hai thằng lủi vô đây chứ. Này nọ vậy mà. Trước mắt mình cứ đi xung quanh mấy ngoài đi ha. Có gì có thời gian chút ở trong để yên tĩnh mình vô. Tại vì ở bên trong người ta đang đang niệm kinh gì đó, nên mình cũng không có vô lòng làm ồn ta. Ta đang niệm kinh để cho người ta niệm kinh đúng không. Mình đi vòng vòng qua này trước rồi, mình chút mình tính sao trong kia. Chùa này nằm ở thị xã Tân Nguyên luôn nha. Ở đây sát bờ sông luôn, nghe xuồng bè ghe máy chạy quá trời luôn. Đây là cái đường đi lên nè, chú nên cho các bạn coi sau. Giờ mình đi vòng cái sân trước đi. Vô trong được thì vô, còn không được thì thôi. Cứ trước mắt ở ngoài đi ha. Đây khuôn viên nó cũng rộng lắm. Mọi người ở gần đây thì mình có thể ghé vô được một lần hai lần cũng được. Đây hồ Cù Lao mà, nên gió nó mát. Đây cũng rộng lớn lắm, yên tĩnh nữa. Đẹp y dương. Dưới đây có địa thần dương với mẹ Quán Thế Âm. Sân này rộng lắm nha các bạn. Có chó nữa nha, đừng giỡn nha. Đây được cái máy mát mẻ, nằm gần cạnh bờ sông, nó thoải mái, nó mát nữa phải không. Dạ trời ơi mém. Đây mẹ Quán Thế Âm với địa tạng dương. Này chứ hồi đó có nước nuôi cá hay sao nay cạn hết.
nha đam nữa kìa. Không nhận đây nó mát thiệt. Không dám đi xịt vô, chó không sủa ghê quá. Đây chắc thấy tôi tắt đặt đa. Thì mình cứ đi vòng vòng bên ngoài trước đi, rồi chút mình vô trong mình cho các bạn xem bên trong sao nha. Ba cái bè, ba cái rồng này đi trường lắm nè, không khéo té. Mẹ con thấy âm căng rộng ra mình đi, phải đi từ từ. Bông quá trời luôn ha. Hòa xứ nè. Đây đi vô trong chánh điện rồi. Rộng ghê luôn. Cái cảnh rộng quá, thấy đẹp không? Chùa này được săn rộng, tuy nhỏ mà mát, yên tĩnh, rộng rãi. Mẹ quán thấy âm cỡ rộng nè. Săn đã ghê. Đây cái đường lên xuống của cái chùa nè, chiều chiều lên nè, đường xuống đổ dốc vô lắm nha các bạn. Dốc cao ớ. Đường lên đổ dốc á. Chùa Khánh Sơn.